Báu Vật Của Mẹ, truyện ngắn của Nhã Cầm. Cách đây đã rất lâu, tại thành phố Rome, có hai đứa trẻ đang chơi đùa dưới ánh mặt trời ban mai êm dịu thì bà Cornelia, để chúng bước đến nói. Các con yêu, hôm nay một người bạn giàu của mẹ sẽ đến nhà chúng ta chơi, cô ấy sẽ cho chúng ta thấy những báu vật của cô ấy. Buổi chiều, người bạn giàu có đó đến nhà chơi, chiếc vòng bằng vàng trên cổ tay của sáng lấp lánh, chiếc nhẫn trên ngón tay của cũng rực rỡ lạ kỳ, sợi dây chuyền trên cổ, chiếc kẹp tóc đàm ngọc trên đầu cũng tỏa sáng lung linh, người em than thở với anh mình. Trông cô ấy thật cao quý, em chưa bao giờ thấy người nào đẹp như thế cả. Người anh bảo. Đúng đấy, anh cũng thấy vậy. Chúng nhìn người khách đầy ngưỡng mộ, rồi nhìn sang mẹ. Mẹ chỉ mặc một chiếc áo khoác đơn giản, trên người chẳng có bất cứ trang sức nào, nhưng nụ cười thân thiện cũng để luôn tỏa sáng trên gương mặt, sáng hơn bất cứ loại châu báu nào. Mái tóc vàng của mẹ được kết thành hai bím dài, quấn trên đầu như một chiếc vương miện. Các cháu có muốn xem báu vật khác của cô không? Người phụ nữ giàu có hỏi. Người hầu của cô ta cầm đến một chiếc hộp và đặt trên bàn. Người phụ nữ này mở hộp ra. Bên trong có chuỗi hạt cá quý đỏ như máu, lại có chuỗi xanh như màu xanh da trời, lại có chuỗi xanh như màu nước biển ban mai, lại có chuỗi sáng lấp lánh như màu nắng. Hai anh em cứ đứng từ ra xem những báu vật rồi thầm nghĩ. Nếu mẹ mình cũng có những thứ này thì hay biết mấy. Sau khi khoe hết tất cả những thứ quý báu của mình, người khách quay sang bà Cornelia nói một cách tự mãn và lạnh lùng. Hãy nói cho tôi biết. Cornelia, cậu thật sự nghèo như vậy sao? Cậu chẳng có châu báu gì cả à? Cornelia thản nhiên cười đáp. Không, đương nhiên tôi cũng có báu vật chứ. Báu vật của tôi còn quý hơn của cô nhiều. Người khách tròn xoa mắt hỏi. Thật thế ư, lấy ra cho tôi chiêm ngưỡng nào. Người mẹ ôm hai đứa con vào lòng, bà mỉm cười nói. Chúng chính là báu vật của tôi. Lẽ nào chúng không quý hơn châu báu của cô sao? Hai đứa trẻ te be ru và ca mãi mãi không thể nào quên vẻ mặt tự hào và đầy yêu thương của mẹ trong lúc đó. Nhiều năm qua đi, họ lớn lên và trở thành những nhà chính trị vĩ đại của Rome, nhưng họ vẫn nhớ mãi những tia sáng long lanh trong đôi mắt mẹ khi ấy.